Ông Hoàng Mười là một vị quan nổi tiếng và có công lớn với đất nước, vì thế mà người ta thờ cúng ông và dâng lễ mỗi năm. Có không ít thông tin nói rằng nhiều người có căn ông Hoàng Mười. Vậy người có căn ông Hoàng Mười là gì, mệnh căn thế nào? Hãy tìm hiểu các thông tin qua bài viết này. Những người có sát căn Thánh Hoàng Mười hoặc quan Hoàng Mười thường có tính cách bay bổng, hào hoa phong nhã, hơi văn chương thơ phú một chút. Do đó mới có câu thơ muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn ăn bổng lộc phải kêu cửa Thánh Hoàng Mười. Người sát căn Hoàng Mười đường công danh thường rộng mở, tươi sáng, tâm tư hơi đa sầu đa cảm, phong thái uy nghi, bởi quan Hoàng Mười vốn từng làm quan ở phủ Dày, trấn thủ vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Mệnh căn và sát căn là gì? Việt Nam được biết tới là quốc gia có nền văn hóa tâm linh lớn, nên trong đời sống chúng ta vẫn tồn tại những quan niệm về căn, nên việc người có căn mệnh, căn đồng luôn là vấn đề gây bàn cãi. Vậy người có mệnh căn có những đặc điểm nào và sát căn là gì? Mệnh căn. Mỗi chúng ta sinh ra đều có căn mệnh trong người, tuy nhiên, căn mệnh mỗi người sẽ khác nhau. Căn chính là gốc rễ, căn do của sự vật hiện tượng, nên trong dân gian thường nói người có số mệnh tạo xoay vần và do thiên cơ định sẵn. Kết hợp với đức tin vào Phật Pháp nên đa số người Việt đều tin vào số mệnh và luật nhân quả. Giải thích về căn mệnh đơn giản như sau. Căn mệnh hiểu đơn giản là số phận một người định sẵn phải ra hầu thánh, làm đồng, làm lính. Người sinh ra ở dương thế nhưng số hệ thiên cung, mệnh càn bóng quế, con cái của tứ phụ cung đồng. Lý do là ở kiếp trước họ báng bổ thần thánh, phá hoại đền chùa hoặc chế giễu người đi lễ, nên tiền kiếp phải nhất tâm phụng sự cửa thánh mới trọn vẹn kiếp này. Được quãng thời gian đầu của đời người sẽ sống trong cái bóng của kiếp trước, được quãng đời sau sống trong cái bóng của phần đời đã qua trong kiếp này. Do đó những người có căn thường phát căn trong tuổi đời còn trẻ. Ấy vậy mới có câu ca dao. Chấm đồng từ thuở 13 đến năm 19 phải ra chỉnh đồng. Những người có căn cao số nặng, nếu không biết đến cửa ngài để chỉnh sớm, thường sẽ bị hành như ung đau, bệnh tật quặt quẹo, nhưng khám không ra bệnh, người hao mòn, gầy yếu, càng ngày càng mất đi sinh khí, có người có thể phát điên, lận đận trong mọi đường. Tuy nhiên, nếu biết sớm mà đến cửa đình thần tam, tự phủ, cúi đầu đội lễ thì mọi việc sẽ tốt đẹp lên rất nhiều, bệnh không chữa cũng tự khỏi, công việc trôi chảy, tình cảm ấm êm. Những người có căn mệnh sẽ nhận biết qua dáng vẻ, tử vi hoặc tướng số. Cách nhận biết có thể thấy ở dáng vẻ bên ngoài như: người có căn nam thần nét mặt tưng bừng, mắt long lanh, hơi dữ tướng, nóng tính, bốc đồng. Người có căn mệnh nữ giới sẽ nóng tính, có phần cương quyết, đối với những ai có căn thánh sẽ có dáng vẻ phong thái vị thần. Về căn đồng, có nhiều người cho rằng đây là những người đã nợ tứ phủ và họ cần phải tìm ra chỉnh đồng. Chỉnh đồng là để mở phù hầu, vì chỉnh đồng tiễn căn đi. Tuy những thông tin trên đa phần từ truyền miệng, nhưng xét về mối quan hệ giữa thần thánh và số phận con người đều có mối liên quan. Sát căn. Sát căn là ý chỉ những người có khả năng tiếp xúc, dễ dàng cảm nhận với các linh ứng từ thần linh mà chưa từng làm việc cho thần linh. Thường những người có sát căn khi làm việc lâu dài cho thần linh khả năng sẽ tiến bộ dần. Thế nên, trong cuộc sống chúng ta thường thấy nhiều người linh ứng với thần linh một cách khó hiểu, người người không biết sẽ cho rằng đây là chuyện bịa đặt, lừa gạt. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ và hiểu sâu sắc bạn sẽ biết không phải ai cũng có được căn mệnh này. Đó có thể là người người đi xem hầu đồng, nhưng lại rất thấu cảm và hòa mình vào buổi lễ, người đung đưa theo tiếng nhạc, tiếng nhịp, không làm chủ được bản thân, như có người bên trong điều khiển, có những hành vi và thái độ không giống bình thường. Thế nào là người có căn âm? Những người có căn âm hiểu đơn giản là khả năng cảm nhận, quan sát được phần âm. Họ có thể nhìn thấy và nghe nói những gì mà người âm cho biết để diễn tả lại với người dương. Đây đều là những người có duyên với phần âm cũng như nói chuyện được với phần âm. Những người có căn âm thường làm công việc xem tướng số, làm thầy đồng. Họ phục vụ cho người dân trong việc tìm hiểu thêm nhiều điều về kiến thức tâm linh. Đồng thời, họ là sợi dây kết nối với người âm và người dương, để những thông tin mà người âm truyền đạt cho người dương trở nên dễ dàng hơn. Biểu hiện của những người này là có thể cảm nhận và biết được các thông tin về người âm, những vấn đề linh thiêng trong đời sống cần nhiều lời giải đáp. Sự tích về ông Hoàng Mười. Ông Hoàng Mười là người con thứ 10 của vị vua cha Thúy Quốc Động Đình. Ông vốn là một thiên quan trên thượng đình. Sau khi nhận lệnh của vua cha, ông đã xuống hạ phàm và hóa thân thành người trần nhằm giúp dân phù đời. Thân thế của ông ở dưới trần gian hiện vẫn chưa có thông tin xác thực và có nhiều dị bản. Tính cách của ông Hoàng Mười. Ông Hoàng Mười được biết đến là một trong hai vị ông hoàng về ngự đồng. Người ta xem ông là vua Mậu Dao đi chấm lính Nhật Đồng. Những ai có sát căn ông Hoàng Mười thường giỏi thi phú văn chương, hào hoa phong nhã. Theo vùng Nghệ Tĩnh thì ông được xem là Lê Khôi, một vị tướng tài và là cháu ruột của Lê Lợi. Nhưng ở sự tích được lưu truyền nhiều hiện nay thì ông là Nguyễn Xí, cũng là một vị tướng giỏi thời vua Lê Thái Tổ có công với đất nước dẹp giặc Minh, sau này mới được giao trấn giữ ở vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh. Đền ông Hoàng Mười ở đâu? Đền thờ ông Hoàng Mười là ngôi đền linh thiêng nằm ở Hà Tĩnh, nơi đây thu hút nhiều khách từ xứ về hành hương. Ngôi đền thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng chính là nơi mà năm xưa ông Di Quan giáng trần làm tướng Nguyễn Xí với dòng sông Lam nổi tiếng.
Vào năm 1993, ngôi đền được cấp giấy chứng nhận di sản văn hóa quốc gia. Đây là nơi để gìn giữ và bảo vệ nét đẹp văn hóa tâm linh cùng với lịch sử của đất nước. Ở trước cửa chính ngôi đền là lá cờ đại có dòng chữ Đệ Thập Vương Quan, ý nghĩa dòng chữ này có nghĩa là quan hoàng huệ. Ngôi đền soi mình dưới dòng sông Lam nước biếc trong xanh, hiền hòa. Đền có diện tích 1.040 m², sở hữu kiến trúc đặc sắc như hồ hạ điện, thượng điện, bản huyền, sân ngoài, sân trong và trung điện. Ở đây còn là miếu cô chín và bia thờ cô nằm góc trái. Vào ngày 10 tháng 10 âm lịch mỗi năm, ngôi đền sẽ tổ chức hội lễ lớn để người dân về dâng hương cho ông Hoàng Mười cầu bình an, tài lộc. Những lưu ý khi dâng lễ ông Hoàng Mười. Lễ chính của ông Hoàng Mười sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng 10 âm lịch hàng năm vô cùng long trọng. Ngày này cũng là dịp nhiều du khách các nơi tới dâng cùng ông với các lễ vật thành kính và trang trọng. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định đi lễ ông Hoàng Mười cần nắm rõ những thủ tục và cách mua đồ lễ với các lưu ý sau. Lựa chọn các đồ lễ cần mang màu vàng, bởi đây là màu áo của ông khi ngự về đồng. Ngoài các lễ vật hương nhang, hoa quả, với ý nghĩa cầu chúc điều tốt đẹp cho bản thân cũng như gia đình, nên chọn vật lễ màu vàng dâng thờ ông Hoàng Mười.